mong manh, là công chúa hay nàng là tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em nghe những giai điệu ngân vang. Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng là tiên nữ trong tranh, gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, thì anh hát cho em nghe những giai điệu ngân vang. Nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, loa khẽ đong đưa trên cành cây chốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.